bạn nha. Hương Ngố chào các bạn nha. Hôm nay mình xuống nhà Hương Ngố mình đi ăn chụp nha các bạn. Hôm nay đi đám giỗ với nhà Hương Ngố nha. Ở đây là mẹ của Hương Ngố. Má chào đi má ơi. Chào khán giả. Đây là cháu Hương Ngố nha các bạn. Chào cô Duyên nha. Hết cô Duyên là gã luôn nha. Đây là chị lại chào chị bạn. Chị vô của mình đó nha các bạn. Đây là đám giỗ là đãi hoành tráng luôn nha các bạn. Đây là gà. Có nguyên một thau luôn. Đó mà đám giỗ ở dưới quê nghe các bạn. Đầu là đầu bếp không mà đầu bếp trong nhà không nha, không có muốn ai hết. Đây chị ba mình, chị dâu mình, chị thứ ba đó, chị là này vợ của anh Ba Lợi đổ vớt nha các bạn. Chị ba, chào các bạn đi chơi quá. Vợ của anh ba hai lúa đó. À, lẩu cua đồng nha các bạn, mai chơi lớn lẩu cua đồng luôn. Chơi lớn lẩu cua đồng không thấy cô biết. Này là anh gái của mình. Anh ba anh ta bắt cỡ chào anh nội. Ta kỹ lưỡng mà chào. Không bắt cỡ các bạn ơi. Nhà gói nha các bạn, đây là của chị Tư à, xéo tay ghê không? Gói ở nhà các bạn ơi. Bạn nào có nhu cầu ship cho người cái luôn nha. Đâu trời ơi. Nè đó. Cái này chữ gì vậy ta? Chữ tàu hả? Ờ cái này là có chị Tư mình nghe các bạn. Rồi chị dâu mình. Cái này đói bụng ăn cái là no luôn. Gửi trên mạng. Gửi làm kỷ niệm. Rồi đây là ba của mình nha các bạn. Đây là ba của Hương Ngố nha các bạn. Ba chào các bạn ơi. Chào các bạn, vẫy tay nè. Mới lãnh bà 8 triệu qua. Mới lãnh lương. Rồi đây chú Út của mình. Chào chú Út, chú Út chào chú Út. Cái bài gì là chú? Dạ. Để chú ấy. Dạ. Sao? Dạ. Anh hai chào anh hai. Anh hai trẻ dữ vậy. Anh hai rồi không bị trẻ. Ở dưới quê mình đi vậy không ai? Rồi ông Xuân Út làm gì ông Xuân Út? Đây là một nắng nha bạn, mình xào sơ cho săn rồi bỏ vô nồi lẩu cua đồng cho nó ngọt nước nha. Rồi một nắng hả? Ngộ ha, nó tái tái ha. Thôi. Làm món gì chưa ba? Lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng hả? Làm cho nó thơm phải không? Thơm, cái này thử chảo. Cái gì cũng có cái nhỏ nhỏ ha các bạn. Ồ, sợ chứ không phải là để nguyên nó ngon nha, theo là chỉ một nắng ha. Thơm, mua về phơi hả? Hay là người ta bán sẵn ta? Tôi mới phơi đó. Trời ơi, ông xạo ông nội ơi. Mà bỏ bọc đem về ha. Trời ơi. Bây giờ ăn mì nha các bạn. Trời ơi, sướng quá ông nội. Nồi hết hồn, bây giờ ăn đầy cả làng quá. Đây là nồi cây cái... siêu to khổng lồ luôn nha các bạn. Trời ơi, siêu to khổng lồ, ông nội câu nghe quen với ta. Gà là cái gà với khoai lang nè. Ôi khoai lang này chặt cục ăn cục no luôn trời. Gà trống luôn hả? Đù đá chứ. Gà trống nó khác gà mái hả? Quá trời cái nồi này siêu to khổng lồ thiệt rồi các bạn ơi. Trời ơi anh hai mình anh gửi mình nha các bạn. Anh hai chào các bạn anh hai ơi. Trời ơi trời ông chào giống như công an đây trời. Đúng anh hai mình nữa các bạn ơi. Đây là món gì đây ông Sơn Ú? Anh nước dừa nha các bạn. Ồ năm nay chơi lớn nhiều gà chứ hả? Ồ gà này gà vườn không nè. Gà vườn không. Giờ mà kiếm gà vườn cũng hơi nhiều này cũng hơi bị khó. Có đổ nước này vô không? Đổ luôn nước nó ngon. Ồ đây là cái nước súp nãy giờ. Quá trời luôn siêu to khổng lồ. Mấy bà đầu bếp ướp nha bạn, giờ mình đỡ vô luôn. Ông đổ ké không nội? Dạ các bạn mẹ của mình các bạn ơi. Này là ở quê là gì nha các bạn? Đó mọi người đi đám thì có một phần thưởng nè, chắc trong đó có mình nữa đây nha. Phần thưởng nó chịu à. Đó là một cái miếng bánh tét nhân chữ và hai cái đòn bánh nhỏ với nửa ký đường. Ủa bánh này ngộ ta. Ủa mà này bánh gì? Bánh gì vô bánh? Bánh này bánh anh nó cho hả? Cái này giống hình này hình vuông giống như bánh 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 dẻ xương chân bánh dày quá. Cái này là chủ yếu là tình làng với xóm mà nha các bạn. Ở quê ra đám giỗ là gì đó. Vui trời á.
là vừa được ăn vừa được gói vừa đi làm về luôn. Ủa, ở dưới quê ở trong quê trong thôn mình còn vậy đó, chứ nếu mà ra ngoài thành thị giờ nó hết cái phong trào này rồi các bạn. Phong trào mà cho đồ ăn về là không có còn nữa. Bắt trái. Rồi nó phải chào các bạn nghe. Rồi đó bạn. Đây là bà chị của mình. Đây chị 5, chị 6, chị 7, chị 3 tùm lum hết trơn á. Chị à, chị mấy à? Chào chị à. Chị 5, chị 3. Mấy chị là chú tiệm vàng thôi nha. À. Anh bà lại, anh ba ơi, chào anh ba ơi, từ sáng giờ mất tiêu, anh ba lại mình đó. Nước trong trà. Anh là chủ công nghiệp. Ủa à, chủ lợp cá. Xúc lại đây rồi, cho đi uống rượu nha. Này đồ ăn không à? Chưa dọn hết cho đó, chỉ nói là sơ thôi. Xin mời các bạn dùng tiệc tắm dỗ coi có nhà chứng ngón nha bạn. Rồi vô mấy anh ơi. Con mấy không? 1 2 3. Đây là gà nấu cà ri nha. Đây là gà trộn gỏi. Đây là gỏi bò. Đây đặc biệt là con món ấu nha mày. Rồi ấu mà. Ấu là ấu đặc sản của Đồng Tháp nó luôn. Ấu là đặc sản của Lai Dung. Trời ơi. Pháp nha mày. Lai Dung rồi có vậy không à. Ở đây đám giỗ ở quê đây các bạn rất là vui luôn, anh em chơi là nhiệt tình luôn, móp xì mông luôn nhau các bạn. Ở đây anh dễ mình anh thứ hai, còn đây anh hàng xóm nha, không phải ở đây. Đây là chú Hành ở nước đá, ai có nhu cầu nước đá ở Sa Đéc liên hệ cho mình liên hệ chú hàng xóm này, cũng người hàng xóm bảo hàng xóm. Anh ơi, đây là anh hai của mình, anh hai Minh. Các bạn thấy không? Cua với tôm. Đây. Đây là phục vụ với tận tình luôn. Anh hai Minh của mình nha các bạn. Mời các bạn dùng miếng cua đồng với mình nha. Đây là những ông anh hàng xóm của chú Ngố, toàn là đẹp trai nha các bạn. Có ai nhu cầu liên hệ không? Đẹp trai không nha các bạn. Đây mời các bạn nha. Thịt rất là ngọt và dai cái thơm các bạn. Đúng là ông cua đồng đó đây. Đó giờ nè, đó đi đám giỗ là về đây. Vừa được ăn vừa được quà đem về luôn nha các bạn. Cho quà đặng con ông nó ăn mau lớn các bạn ơi, nuôi ông mà lỗ lắm các bạn. Nói chung là hôm nay là mình đi xuống nhà Hiếu Ngố chơi thôi, rồi tình cờ có cái đám giỗ rồi ba mẹ Hiếu Ngố kêu quay để lại lại kỷ niệm sau này khi mấy bác già hơn chút nữa rồi coi lại nhớ lại những cái cảnh khi mà con cháu còn đông đủ á các bạn. Nên hôm nay Chân Ngố cũng mạn phép xin gửi tới các bạn đó là đám giỗ ở quê Hương Đồng Tháp của mình với Hương Ngố nha. Nó đơn giản lắm các bạn ơi, nhưng mà được cái là dân vị và chắc khoáng nha các bạn. Dân quê mình là ăn mạnh lắm các bạn. Rồi vậy nấu nhiều là một phần là để gửi về đặng cho lấy thảo các bạn, đặng chia nhau chứ không phải là bạch đồ đó các bạn thấy không, cho đồ là biết khí thế luôn. Quê là về là có đồ vậy đó. Thôi Xuân Ngố cũng xin chào tất cả các bạn nha. Mình đi về. Bye bye nha Xuân Ngố. Bye các bạn.